cập nhật bão số 3, bão tiến sát Quảng Ninh mạnh nhất lịch sử vịnh Bắc Bộ. Chiều nay ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, từ 184 đến 201 km h giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 đến 20 km h Cơ quan khí tượng cho biết, siêu bão Jagi là cơn bão mạnh nhất năm 2024 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tính đến thời điểm hiện tại. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại siêu bão đã đạt trạng thái mạnh nhất của một cơn bão nhiệt đới. Jagi cũng ghi nhận cột mốc là cơn bão tăng cấp nhanh nhất trong lịch sử khí tượng Việt Nam với mức tăng 8 cấp chỉ trong 48 giờ. Đây là lần thứ ba trong lịch sử, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, rủi ro rất lớn được ban hành và cũng là lần đầu tiên cấp độ này được áp dụng cho vịnh Bắc Bộ. Jagi cũng lọt vào top 3 siêu bão mạnh nhất đạt cấp 16 trở lên khi hoạt động trên biển Đông. Áp suất tại tâm bão đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn nửa thế kỷ qua theo lịch sử quan trắc bão của khí tượng Việt Nam. Dự kiến bão sẽ tiếp tục di chuyển về phía vịnh Bắc Bộ với cường độ gần như không đổi. Tuy nhiên, khi vượt qua đảo Hải Nam, Trung Quốc, cường độ bão sẽ suy yếu từ cấp 16, giật trên cấp 17, giảm xuống còn cấp 13, cấp 14, giật cấp 16. Người dân cần nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 3 lần này. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4, có độ rủi ro rất lớn, được ban hành và cũng lần đầu tiên trong lịch sử cấp độ 4 được sử dụng ở Vịnh Bắc Bộ. Sức ảnh hưởng của bão số 3 Yagi lớn như thế nào? bão ở Hải Nam, Trung Quốc. Các trường học đã đóng cửa và nhiều chuyến bay bị hủy tại Hải Nam, Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc để đề phòng siêu bão Yagi, bão số 3. Dự báo cho thấy bão số 3 sẽ đổ bộ vào phía bắc đảo Hải Nam Trung Quốc vào chiều nay khi nó vẫn duy trì sức gió 240 km h trên, trên cấp 17 rồi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ hướng về miền Bắc Việt Nam, theo trang Independent. Theo China Daily, Dẫn lời cơ quan khí tượng Trung Quốc, bão số 3 có khả năng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đảo Hải Nam trong một thập kỷ qua nếu như đường đi của bão không có thay đổi đột ngột. Đêm qua, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã chứng kiến nhiều sấm sét khiến nhiều người gọi hiện tượng này là mưa sét. Hình ảnh những tia sét lớn xé toạc bầu trời đêm thực sự đáng sợ, minh chứng cho sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên. Về tác động của gió mạnh trên biển, ở vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 đến cấp 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua, giật cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến dạng sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa bắt đầu có gió mạnh dần từ cấp 6, cấp 7 rồi tăng lên cấp 8, cấp 9. Khu vực gần tâm bão có thể lên tới cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14, khu vực sâu trong đất liền ở Đông Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Gió mạnh nhất sẽ xuất hiện trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Về sóng biển, khu vực Tây Bắc của Bắc Biển Đông có sóng cao 7 đến 9 mét. Vùng gần tâm siêu bão sóng cao từ 10 đến 12 mét, biển rất động và dữ dội. Từ chiều ngày 6 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, sau đó tăng lên 3 đến 5 mét, khu vực gần tâm bão, sóng có thể lên tới 6 đến 8 mét. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến dạng sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có sóng cao từ 2 đến 3 mét, sau đó tăng lên 2 đến 4 mét, khu vực gần tâm bão có sóng cao từ 3 đến 5 mét. Về nước dâng do bão, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng cao từ 0,5m ở Thanh Hóa đến 1,8m ở Quảng Ninh vào chiều và đêm ngày 7 tháng 9. Sau đó, nước rút có thể từ 0,5m ở Thanh Hóa đến 1m ở Quảng Ninh vào sáng ngày 7 tháng 9. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản cũng như hệ thống đê kè biển trong vùng nguy hiểm đều có thể chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút do bão. Ở những vùng trũng thấp ven biển và cửa sông cần cảnh giác với nguy cơ ngập úng do nước dâng và sóng lớn. Siêu bão Yagi, bão số 3 sẽ gây mưa lớn ở nhiều nơi. Ngày 6 tháng 9, khu vực phía Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rông do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn nhất ở Đông Bắc Bộ dự kiến diễn ra từ ngày và đêm ngày 7 tháng 9, còn ở Tây Bắc Bộ sẽ từ tối ngày 7 tháng 9 đến đêm ngày 8 tháng 9. Mưa lớn có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở những sườn dốc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cũng cần cảnh giác với nguy cơ rông, lốc, tố và gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ. Người dân cần làm gì trước, trong và sau bão số 3? chuẩn bị trước khi bão đổ bộ. Theo khuyến cáo từ cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người dân nên liên tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và cập nhật thông tin qua loa phát thanh địa phương. Các biện pháp an toàn bao gồm: chèn chống cửa, loại bỏ cây chết hoặc có nguy cơ gãy, dọn dẹp máng nước, giếng cửa sổ, đảm bảo đường thoát nước thông thoáng, mang các vật dụng dễ bay vào trong nhà. Cục quản lý đê điều nhấn mạnh nếu không có lệnh sơ tán, hãy đảm bảo gia đình trú ẩn trong nhà. Ngoài ra, người dân cần chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn cấp gồm đèn pin, đài radio, quần áo ấm, thuốc men, nước sạch, thực phẩm không dễ hư hỏng và lập kế hoạch liên lạc cho các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, các gia đình có trẻ em nên giúp trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân riêng. Trong khi bão đổ bộ, cơ quan phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân đề phòng tai nạn do cây đổ, điện giật và các vật bị gió thổi bay. Tuyệt đối không trú dưới gốc cây, cột điện. Hãy ở trong nhà, tránh xa cửa sổ, cửa ra vào và chuẩn bị sẵn đèn pin để phòng mất điện, đặc biệt không sử dụng nến trong không gian hạn chế để tránh nguy cơ cháy nổ. Nếu có lệnh sơ tán, hãy di chuyển ngay đến nơi trú ẩn do chính quyền bố trí và mang theo các đồ dùng cần thiết, đảm bảo thông báo vị trí và tình trạng nguy hiểm nếu cần cứu hộ. Sau khi bão đi qua, sau khi bão tan cơ quan phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân nên tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết và chỉ trở về nhà khi có sự cho phép của chính quyền địa phương các nguy cơ sau bão bao gồm đường dây điện bị đứt nước nhiễm điện và nguy cơ lũ lụt tránh xa các tòa nhà hư hại và lưu ý không đi qua những con đường ngập nước hoặc có chứa ngại vật ngay cả những phương tiện lớn cũng có thể bị nước cuốn trôi hoặc mắc kẹt trong điều kiện nguy hiểm việc tuân thủ các biện pháp an toàn và chuẩn bị tốt trước, trong và sau bão sẽ giảm thiểu nguy cơ thiệt hại và bảo vệ tính mạng của bạn và gia đình. Rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm các trường hợp dự báo bão mạnh cấp 10, cấp 11 hoạt động trên đất liền khu vực Nam Bộ, dự báo bão rất mạnh từ cấp 14, cấp 15 hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền khu vực Đông Bắc Bộ, Đông Băng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Dự báo bão từ cấp 14 trở lên hoạt động trên Biển Đông, bao gồm cả khu vực Trường Sa, Hoàng Sa. Theo ông Phạm Đức Luận, người dân nên ở nhà từ sáng thứ Bảy do bán kính hoàn lưu của bão Yagi dự báo rất rộng. Ông Phạm Đức Luận cho biết các tuyến biển và đảo cần tập trung kêu gọi, thông báo và hướng dẫn các tàu thuyền, bao gồm tàu du lịch và tàu vận tải, chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm hoặc tìm nơi trú tránh an toàn. Đặc biệt, cần nắm vững thông tin chi tiết của từng tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy cơ bão, Ông Luận cảnh báo, hiện nay một số người dân vẫn còn chủ quan, cố tình ở lại trên thuyền để bảo vệ tài sản. Trong cơn bão trước, khi tôi đi thực tế, ngay lúc bão đổ bộ vẫn có người ở dưới thuyền. Chúng tôi đã phải cưỡng chế họ lên bờ. Với cơn bão lần này, nếu người dân cố tình ở lại trên thuyền, họ có thể bị lật và chìm ngay tại nơi neo đậu. Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu cá, các lồng, bè, tròi canh khi bão đổ bộ. Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di rời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tổ chức sắp xếp tàu thuyền có biện pháp tránh va đập, hư hỏng, đứt dây neo, chìm tại nơi neo đậu, nhất là trên các đảo. Đối với các vùng đồng bằng ven biển, ông luận yêu cầu di rời, sơ tán người dân sống trong các nhà bán kiên cố có nguy cơ sập đổ khi bão đổ bộ, đặc biệt ở khu vực trũng thấp gần cửa sông và ven biển. Tùy theo tình hình, có thể xem xét cho học sinh nghỉ học trong thời gian bão đổ bộ. Đồng thời, cần chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho các đê biển, đê sông sung yếu, sẵn sàng lực lượng, vật tư và phương tiện để ứng phó với bão có cường độ mạnh hơn. Về thời điểm bão đổ bộ từ ngày 7 tháng 9, ông Luận khuyến cáo người dân nên ở nhà từ sáng thứ Bảy do bán kính hoàn lưu của bão rất rộng. Ngoài tác động của bão, còn có thể xảy ra rông lốc, trong khi hiện nay nhiều nhà sử dụng mái tôn và biển quảng cáo cùng với nguy cơ cây xanh bị đổ gãy rất cao. Đối với miền núi phía Bắc, ông Luận lưu ý cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra và ra soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất cần chủ động di rời và sơ tán người dân đến nơi an toàn, khơi thông dòng chảy và các vị trí có nguy cơ tắc nghẽn, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại những khu vực không đảm bảo an toàn.